Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các địa phương trong huyện Yên Mô đang thu hoạch khoai tây trái vụ. Thời tiết năm nay thuận lợi nên cây sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh. Sản phẩm làm ra được Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ký hợp đồng thu mua giúp nông dân yên tâm sản xuất. Vụ đông xuân năm nay, gia đình ông Vũ Văn Vinh ở xã Yên Thái trồng 5 sào khoai tây trái vụ, năng suất ước đạt từ 5 đến 7 tạ trên sào. Giá thu mua như hiện nay từ 6.000 đến 7.000 đồng 1 kg, tổng thu nhập cao hơn hẳn so với cây lúa, góp phần cải thiện cuộc sống người dân. Làm cây này thì nói chung là đến bây giờ làm là không vất vả. Tại vì là làm tất cả các khâu nặng nhọc, ví dụ như làm đất thì là đưa máy vào làm. Thì bà con nông dân tôi chỉ là đi đặt củ giống xuống và máy nó lại đi lấp đất lên. Cuối cùng là Viện Cây Lương Thực người ta bao tiêu tốt tất cả sản phẩm với giá rất là hợp lý. Huyện Yên Mô hiện có 35 hecta trồng khoai tây theo hướng luân canh, tăng 4 vụ một năm, chủ yếu là giống Atlantic nhập từ Australia. Chỉ sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc là cho thu hoạch, năng suất bình quân 1 hecta ước đạt từ 17 đến 19 tấn, giá trị thu nhập gần 110 triệu đồng. Để giải bài toán được mùa, mất giá, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã liên kết với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ cao và Xúc tiến Thương mại tỉnh, các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến, tìm kiếm thị trường tiêu thụ tiềm năng, mở rộng diện tích khoai tây trái vụ. Với lợi nhuận kinh tế cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, khoai tây không chỉ khẳng định là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững.